Hello, xin chào anh em, chào mừng đã trở lại với Quý trò Gamer Hiện tại thì game đã update và tôi đã trở lại Thì đầu tiên là game update nhiều lắm, khủng bố lắm um, Đầu tiên thì có con 6 sao này để tôi mua thử cái nó có ra hay không ha Lâu rồi tôi cũng chưa trở lại game nữa nha Tại um, game không có gì để chơi hết đó, nên là tôi chưa trở lại Dạo này anh I Amin, mean, um, anh, anh, anh nấp lùm hơi lâu Và cái update này nó nhiều lắm, nó nhiều cái để bàn và nhiều cái để nói lắm nên uh, bước một thì đi quay ra coi coi 6 sao này con sáu sau này hình như là sáu sao mới á nhìn nó mới chắc là nó mới đó nè không biết có ra hay không nữa thường quay video quay ít ra lắm đồ đẹp trai nó bị ẩn bớt khi quay video bình thường thì nó đẹp nhưng mà video cái nó bớt đẹp hay sao á thì ốp này amin sửa lại hầu hết tất cả những cái con unit luôn tức là anh ấy chỉnh lại cho nó cân bằng cân bằng hơn hoặc là công bằng hơn ít nhất là công bằng theo ý của anh ấy rồi ra thêm nhiều chức năng mới nữa ví dụ như là leaderboard nó là khi cái con mà đặt cái ô đầu tiên á mà nó đạt cái tiêu tiêu chuẩn leaderboard á thì nó ủa này sáu sao mà ta khoan sáu sao sao tôi thấy tôi mua bằng kim cương ta khoan cái này nó hơi kỳ kỳ ờ đúng rồi banner Z bây giờ mua bằng kim cương luôn hay sao á ủa vậy emiro đâu ta <laughs> ờ banner Z bây giờ mua bằng kim cương ha Rồi cái kim cương này là của bên stardust á thì là cái khác ôi ừ, nhưng mà bây giờ Ủa vậy Emero tôi đổi hơi bị nhiều anh em Tôi đổi hơi bị nhiều Emero luôn Bây giờ nó biến mất hết trơn rồi Chắc là anh ấy phải fit lại thôi chứ Nói như quay hoài không ra hết Quay bằng kim cương mới, mới đau hết chứ Rồi nó không đủ khoảng trống rồi Tôi sẽ thanh lý cái này cái hả Cái litter bot đây nè Leader này nè anh em Nếu các bạn thấy nè Thì mình bấm vô phần này Mình có thể tìm kiếm trong đây Đó mình bấm đây Mình sẽ chọn cái loại đây nè Đây là Trajea Future Ủa cái này là cái cái thể loại của nó nó là Woodley. À vậy là không phải rồi. Cái này là 7 sao hay sao á, là không có. Cũng không phải 7 sao nữa là bên thế giới mới đó anh em. Vậy admin sửa lại cho dễ kiếm một xíu á. À, cái cái litter bot này là cái gì ta? Vậy hồi nãy tôi bấm lộn nãy tôi chọn cái Traje, Traje với, với Libo thì nó ra mấy cái này. Chứ không phải. À, cái này là khi mình đặt cái con đầu tiên á, ở vị trí đầu tiên leader này thì nó sẽ boost cho những con kia bút gì thì không biết nhưng nói chung amin cũng nói chưa rõ ràng nữa có lẽ là chúng ta phải mò mò một xíu thì mới biết được là cái này nó là cái gì bây giờ cái này làm sao để để, để chọn <laughs> từ lưu học giữa hết trơn nhiều nhiều thể loại k công ck like đó ck ck là có bao nhiêu đứa đây là nó tùy theo cái bộ anime hay sao á bộ anime ck đã có nhiều đây nè antihero thì nó ra đúng hai này sau hai này lại là anti đó hơi khó hiểu ha uh, technology ford chẳng hạn đó và công nghệ đó là mấy thằng này là thể loại là công nghệ <laughs> nhiều 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 thể loại lắm mà thôi kệ đi tôi um, đi tôi thanh lý cái này hả bây giờ không biết làm sao để bỏ bớt luôn á anh em thì nó rối quá đây là lót gì đây lót ao này là gì nhỉ à cái này là sáu bốn bốn cái bốn cái của mình bốn cái mình để sẵn chứ không có gì ở cái gì hồi ranh đâu ta Kiếm bài không ra cái gì luôn á À đây đi phanh gì đây À đây Apply Nè cái đi phanh này là những cái con mới hiện tại nè Tôi quay con 2 ngàn kiếm cương á nè <laughs> Mày, Vẫn chưa ra thằng này này hình như là tho hay sao <laughs> Căng đi chứ Rồi còn 1 ngàn 1 ngàn mốt luôn <laughs> Tôi quay từ hồi đầu tới bây giờ đó Quay Quay mỏi tay luôn Mỏi chuột luôn mà Mòn mỏi Rồi không ra luôn rồi Ôi quay hết kim cương luôn mà vẫn không ra nha Bên đây thì nó có phần kiếp Quà cáp gì đó Đó mình có thể lấy được mấy phần này là đó Ồ Cái gì Quà wow, không mà lấy được 27 ngàn Ờ còn nhập code nữa anh em Thì trong đây I Amin mean nó có nhiều cái lắm Nhưng mà cái đầu tiên mình sẽ kéo xuống tới dưới Cái code Cái code của nó là Ủa code đâu ta Code của nó là Stardust Update đó như qua đây qua game này đây có là Stardust Update nha à, tôi uh, nhập code cái coi à, quay hết kim cương luôn á nhưng mà hơn là dẫn từ không kim cương tôi đã đổi lên thành 32.000 kim cương lại rồi rồi tôi, tôi tôi mới quay nữa tôi quay nữa tôi mới chịu <laughs> này quay hoài không ra ta bài màu rồi nãy nhập là hết quay là hết hết kim cương thấy không tôi vô tôi nhập tôi ăn cái kiếp này không á lãnh không được hai mươi mấy ngàn kim cương nữa Nhập cái code 5.000 kim cương nữa là được 30.000 kim cương Ghê thiệt chứ Ai à, ra rồi Eureka, như thế này tên Thoa sao, nãy nghe bạn ấy nói tên Thoa Rồi cái special banner nữa, rồi tôi sẽ đi quay special banner luôn ha um, Multi summon 3 more tham uh, gì đó 650 Mà cái này mẫu lần quay này x này, này là chỉ ra 50 thôi rồi Để quay như thế nào Đó có nút skip nè lần đầu tiên mình cứ ngồi mình nhìn mình coi đi những lần sau rồi mình sẽ skip vậy à, bấm 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 kéo xuống buông ra vậy đó hả rồi nổ à, rồi bắt đầu tìm kiếm wow này ba sao à à là nó phải ngồi nó nó hiện từng đứa căng ha hình như là nghe nói là kiếm roly 7 sao trên đây á anh em chắc chắc là căng lắm á rồi <laughs> à, biết vậy nãy bấm skip được rồi ôi minato hai 5 bốn năm năm sao wow ba sao căng quá Thôi, mình bấm skip lên ở trên nó sẽ lẹ hơn anh em lần đầu tiên thì mình coi cho nó ngầu thôi sanji 4 sao ôi kiếp qua giấy ủ rủ ba sao À tất tư, sao. Căng quá ha. Rồi um, làm phát nữa rồi Thì bây giờ là có 600 kim cương mà bây giờ nhận nhiệm vụ nhận quà không có 600 kim cương. À đây chắc tư. Roly thằng Roly này mới lên 7 sao được nha. Mấy Roly kia không có lên được đâu. Quay qua bên bên này nè, quay mới ra được. Năm sao ra, 6 sao, 7 sao rồi thôi, tôi sẽ quay thử như thế nào ha rồi ở đây mình quay thì mình bấm multi rồi nhanh thì bấm cái skip kiếp lên đây nha đó vậy là nhanh nhất đây lẹ đi chứ vậy nữa hả vậy là skip kiếp nó vẫn múa anh em Skip kiếp nó vẫn múa chứ không phải không phải là skip kiếp là xong đâu Căng quá tôi tưởng là kiếm cái là nó hiện ra tất cả luôn cái này một lần hai lần coi được chứ bắt amin bắt múa gì qua là hơi căng đó ôi con lơ con lơ con lơ tôi có con mới nè anh em con lơ năm sao con đó lên đó anh em bà con gì có đi ra vũ trụ khác lên bãi sao đó hay lắm cái con mà sao không sao màu màu khác đó là nó lên đó à, đẹp trai có khác cái này chắc um, quay còn tới mốt quá mà tôi phải chạy ra chạy vô lại nha đây lại quay tiếp nhưng mà tôi được cái con con lơ gì đó rồi trời ơi oh. đây con lơ này năm sao có thể tiến hóa lên 6 sao một mình con lơ thôi cần thêm uh, vegeta goku với lại mấy thằng này là lên ừ, mới vô là bao nhiêu ta năm ngàn tiền năm ngàn đam nè năm trăm tiền năm ngàn đam à ô có vẻ mạnh đó đánh e được ngay từ đầu luôn còn cái vụ little boss là nãy là vậy anh em đây mình bấm vô cái con nhân vật mình coi ở dưới là mình thấy nè attack boss cộng thêm 25% tức là nếu đặt cái ủ rũ ngay đầu tiên nó sẽ cộng 25% còn category cộng phần 52% thì tôi cũng không hiểu đâu, tôi cũng không biết đâu nè Hôm nay nó sẽ ghi ha Con nào mà nó có, đây nè Leader unit này sẽ tăng tấn công 30% Nếu mà đặt bitmom để tăng 30% Đặt râu, đặt thiền tưởng này thì sẽ tăng 20% Leader Boss, Final Boss, Catoli À cái này là đánh Boss cuối thôi mới tăng 30% Kiểu vậy, đó là cái Leader Boss của nó để Coi còn cái gì hấp dẫn nữa không Rồi, vậy là nói chung là nó thay đổi khá nhiều là cái coi dân vật của mình nó có thuộc tính đến đây luôn ha nhưng mà đặc biệt là nó có cái có năm với lại mới vô bay được 30.000 rồi quay cái kia thì nó cũng khá dễ đó rồi bây giờ mình coi là update nó có cái gì thôi để tôi đi um, quay video review cái hả Hồi nãy nó tên gì ta nó tên gì cũng đâu cần biết đâu à, ren nào. ren phi gì đó rồi chọn đây co kho kho này để tôi coi như thế nào ha giờ uh, bỏ mấy anh chị này cũ ra đi gắn mấy con mới vô coi như thế nào đây này uh, 5 ngàn mới vô 5 ngàn đam rồi rồi cái con Ê, đây 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 anh này nữa tho hay sao nghe mấy ông này nó nói là tho rồi vô um, infinity đi hắn cho nó nhanh ha đi vô uh, test qua wow, test ở đây nó có uh, gì đây là Category uh, cat... category gì nè anh em là cái gì nè cái này nè là vô đó hồi nãy những ủ rủ nè ủ rủ tôi nè vô tông cái này là nó tăng đến 50% phần trăm nó chấm chẳng biết tăng gì nữa nhưng mà cái đó để từ từ đi hết giờ mình sẽ vô tông đây mình test thử cái hả nói chung up này nhiều lắm từ từ mò đi chứ hoặc là live stream mò thôi chứ còn quay video không quay hết nổi đâu rồi bây giờ test thử nha Ủa, cái này rồi quái đi đâu đây đầu tiên là anh rí ra này anh anh em cô rí thì cũng không phải nữa nó kệ đi cứ coi là bà con của Lý già đi ha Để coi đánh như thế nào Không biết ông này đánh gì spam ba quá dùng người ta đi chứ Ghê thôi thôi phải ghê nữa chứ Quy mà Mới vô đặt xuống là um, Level 1 luôn là 5 ngàn bãi Bãi dây à, Vụ vụ ông này à, Ờ à, khỏi 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 đó <laughs> có người đi chung cũng tiện lợi đó à lên con này mới năm sao à Phiên bản này là phiên bản 5 sao nha. À mới vô là chỉ là nâng đất lên thôi. Rồi 10.000. Ý. Bây giờ góp tiếp theo là tăng 100 000 đam mà 200.000 tiền lận. Vô. Còn nữa không? Còn nữa, còn nữa con này. Còn ốp nhiều Ủa 200.000 nữa. 400.000 tiền rồi. 200 nữa. Lại 200 nữa, con này mới 5 sao thôi là được à, 600 000 đam đánh 7 giây. <laughs> mạnh mạnh đó nè nó nó sáu trăm ngàn nó đánh bảy giây và cái phạm vi đó thì cũng tạm tạm mà nó mới cái năm sao à nó mới năm sao à nó còn lên được nữa đó um, skill thì hình như nó cũng không có cái gì ngầu lắm hay sao á đâu có lên đất không à trời một cái quả cầu ánh sáng gì đó cũng uh, cũng tạm tạm lên bảy sao chắc mạnh lắm đó rồi bỏ này đi tới con này này Thor, hả mấy bạn ấy nói là thoa chắc là anime đúng không chứ không phải là trong phim đâu hả này không phải tôi thoa đâu ở bên chơi đâu to thì mới vô đặt xuống là 25 tiền rồi 25.000 tiền 20.000 đam à, mới vô đặt xuống hai mắt nha nhưng mà up đây nó lại rẻ à, thuộc tính là sấm xét một à, up là 10.000 10.000 đều 47 sao nó đánh không có thấy gì quăng búa không à? à mới vô là quăng búa là chính thôi mấy bạn này đi chung với tôi cũng được nè ấy con này có gì lạ vậy em chủ tịch uh, chủ tịch Phật tổ phiên bản mới ha rồi lên kiểu giống quốc 2 rồi đó Rồi 70.000 đam thì nó đánh được uh, sắm xét một xíu 30.000 tiền 70.000 đam không không, không không mạnh lắm à, Lên luôn Lên luôn Đây là 100 khoảng 120.000 À quên con này mới level 1 mà Rồi update cuối cùng là AOE toàn phần Ui 92 Phạm vi 92 full AOE toàn phần để tôi chỉnh hiệu ứng cây sao tôi thấy cái chất lượng của nó kém quá ta nó không có cái cái gì đẹp hết trơn ta hay là thật sự là nó không có gì đẹp nó ao e toàn phần đánh là 160 một trăm sáu mươi ngàn mà tới một trăm ngàn tiền lận đánh bãi giây cũng tạm tạm mà à, giống con sao sao à, kiểu giống con sao sao vậy đó cũng không đánh giá mạnh lắm đâu nè tạm tạm rồi còn ngoài ra thì còn thông tin đắp đét nhiều lắm cái này thôi, tôi không không kể hết nổi nha đây là add những cái banner mới nè, rồi này nọ nè khi tiến hóa chắc tơ thì cái gì đó nè, tăng mắt của y vector từ 600 lên 800 nè. Ê, vậy là ra mua được ra mua tăng lên cái túi lên 800 à uh, trang emerald to game. À vậy là cái hồi nãy không phải là admin cho anh em, là bao nhiêu emerald của tôi á admin đã đổi thành game trở lại rồi, nên cái gift box hồi nãy là cái emerald của tôi đổi thành game chứ không phải là admin cho đó rồi nói chung là nhiều lắm đó đây là một đống luôn à anh em rảnh đi vô tôi biết còn đây đọc hoặc là nghiên cứu khám phá tập la chim chung với tôi còn new e chen đây nè Yellow lô e cái này là đổi mấy cái con hồi cũ á anh em như là hàng led này là levi hồi xưa nó màu đỏ bây giờ đổi qua thành màu màu vàng nè đó, nói chung nó đổi đi cái thuộc tính nguyên liệu khác xíu infinity này nọ rồi bút rồi, rồi, rồi hộp hộp là đó rồi, rồi đó 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 nói chung là update um này nó cũng khá là dài thiệt cũng ổn đó bạn có thể skip thao the summon bit faster nào tôi thấy cũng đâu có skip được nhiêu đâu ta rồi thì hiện tại thì update à đây đây có con mới nữa này bao nhiêu đây quay well, rồi mới đặt vô 27.000 bảy rồi up lên đi đồng đội ơi up lên luôn đồng đội ơi đâu <laughs> cái này không biết con này là cái gì rớt hả ô nãy up lên luôn em Up lên em. Để coi con này nó như thế nào. Rồi. Up Rồi. Rồi. Em review đi. Rồi. Review luôn. Rồi. Uh, 68 ngàn. 8 giây. Rồi. Đánh thì 40. Không biết nhiêu tiền. Nữa em ơi. Nữa. Uh, mắc luôn em. Mắc luôn. Mắc luôn. Coi nhiêu. đắp 1 là 10 000 tiền. Rồi. Uh, đã mất tiêu rồi. 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 Lên hết là 240 000 đam. 8 giây. 90 cũng tạm tạm cũng giống giống như mấy thằng nãy nói chung cũng ngang ngang nhau đó ao e toàn phần à này cũng full ao e toàn phần luôn để coi hai này nào mạnh hơn ha à, à bà rí già này thì cũng vậy đó hai trăm bốn tám chín mươi sáu trăm bảy sáu sáu hai trăm mấy hả nó hai em này biết đâu ra tôi lại ngon hơn đó mà có con kia thì ao e toàn phần lận Ừ, nó chưa tiến hóa ở ngoài con của tôi cũng chưa tiến hóa mà <laughs> hồi ra quay mua nữa anh em còn nhiều nhiều cái đơn vị đó lắm rồi thôi nói chung là ốp này có nhiều cái lắm khám thì chứ tôi khám không hết đâu khả năng là livestream không biết là cái tên livestream hay không à, hỏi ý kiến anh em cho biết ý, ý kiến là cái tên livestream khám phá bớt không tại nó hơi bị nhiều thông số rồi thôi bye bye anh em nha tôi đi uh, cài xíu đây hẹn gặp lại ở những video tiếp theo